The devil with blue eyes is what I call him. He asked me if I was interested in modeling for him. When we first arrived at his estate, I ended up inside his bedroom. This was not a seduction gone wrong. I was yelling, screaming for him to stop. I tried to get out of that room, but I was locked with a deadbolt. I was trapped. Những cô gái ấy đều là nạn nhân của một người đàn ông Canada gốc Phần Lan. Ông ta sở hữu một cửa hàng đồ sộ hàng đầu ở trung tâm quảng trường thời đại. Một gã tỷ phú với khối tài sản trị giá hàng tỷ đô trong lĩnh vực thời trang. Hơn nữa, người đàn ông này còn có mối quan hệ mật thiết với các chính trị gia, những doanh nhân nổi tiếng, thậm chí là thường quyên góp số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, đất nước Canada đã hoàn toàn chấn động trước tiết lộ về một âm mưu tội phạm to lớn kéo dài hàng chục năm của người đàn ông này. Ông ta là Peter Nygaard. Nygaard bị cáo buộc đang âm thầm xây dựng một mạng lưới quốc tế đen tối để săn lùng các cô gái trẻ và phụ nữ trên khắp thế giới. Peter Nygaard thậm chí còn được so sánh là Jeffrey Epstein của Canada. Tuy nhiên, gã tỷ phú này không chỉ đơn thuần là sử dụng phụ nữ như một thứ công cụ tình dục, mà đằng sau đó còn cả một tội ác kinh khủng hơn. Đó là tham vọng nghiên cứu ra thứ thuốc trường sinh giúp hắn ta trẻ mãi không già. Tỷ phú ác ma, gã điên rồ chọn ra 7.500 cô gái để nghiên cứu thuốc trường sinh. Peter Nygaard sinh ngày 24 tháng 7 năm 1941 tại Helsinki, Phần Lan. Cha mẹ ông đã di cư đến Deloraine, Manitoba, Canada vào năm 1952. Năm 1964, Nygaard tốt nghiệp Đại học Bắc Dakota với bằng kinh doanh. Năm 1967, ông thành lập Nygaard International, một công ty có trụ sở tại Winnipeg, chuyên sản xuất quần áo phụ nữ. Năm 2009, ông trở thành tỷ phú giàu có, xếp thứ 70 của Canada. Năm 2020, Nygaard bị bắt và cáo buộc 9 tội danh ở New York. Bộ trưởng Tư pháp liên bang vào thời điểm đó nói rằng Nygaard sẽ bị dẫn độ về Mỹ sau khi phán quyết được đưa ra trong các vụ án chống lại ông ta ở Canada. Đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, ở Toronto, ông trùm thời trang đã bị kết tội về 4 tội ác tấn công tình dục. Từ đó, hàng loạt tội ác của gã tỷ phú trong suốt hàng thập kỷ được phơi bày. Nygaard K, hang động của quỷ. Năm 1984, Nygaard mua một ngôi nhà gỗ khiêm tốn trên một khu đất tuyệt đẹp ở mũi phía tây của đảo New Providence ở Bahamas. Chỉ trong 20 năm tiếp theo, ông đã xây lên một khu nghỉ dưỡng đặt tên là Nygaard K. Khu nghỉ dưỡng rộng 2,4 hectare, bao gồm một loạt các tòa nhà làm bằng đá và kính nhô ra biển. Trong đó có 12 phòng ngủ, một bến cho du thuyền dài 25 mét, hồ bơi và bể sục được chạm khắc bằng đá. Gara có sức chứa 21 ô tô, sân tennis, sân bóng chuyền, sàn nhảy và rạp chiếu phim, v.v. Tuy nhiên, trái ngược với sự xinh đẹp của Nygaard K, nơi đây thật sự là một động quỷ. Nygaard K được mô tả là điểm đến để các cô gái thư giãn và vui chơi. Nhưng thực tế, đó chỉ là lớp vỏ bọc. Các nhân viên của Nygaard sẽ dụ dỗ những cô gái tham dự các bữa tiệc của Nygaard, thường được gọi là những bữa tiệc chiều chuộng, và nói rằng Nygaard đang tìm kiếm người mẫu. Tuy nhiên, mục đích thực sự là để Nygaard có thể lựa chọn những cô gái mà hắn ta muốn qua đêm. Stephen Ferraglio, người được thuê làm nhà quay phim cá nhân của Nygaard vào năm 2011, anh đã dành 3 năm tiếp theo
để ghi lại cuộc sống thường ngày của Nayat, Ferraglio nói với CBC News trong một cuộc phỏng vấn. Khi tôi mới được thuê, Nayat đã nói với tôi rằng lý do Giê-xu nổi tiếng đến vậy là vì ông ấy có một đội ngũ PR tốt. Và công việc của tôi là quay phim mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Ferraglio nói, nếu tôi không vạch trần ông ta sẽ thoát khỏi tất cả những việc ông ta đang làm. Một số video được chia sẻ với CBC cho thấy, cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, Nayat đều tổ chức những bữa tiệc chiều chuộng ở Bahamas hoặc Los Angeles. Phụ nữ và các cô gái trẻ được mời đến tham dự. Ferraglio cho biết, Nayat sẽ xuống và chọn một cô gái. Thông thường họ sẽ say rượu. Ông ấy chọn họ, khiêu vũ với họ, và rồi vào cuối đêm, ông ta sẽ ra hiệu cho tôi, và điều đó có nghĩa là ngừng quay phim. Và đôi khi ông ta sẽ lên lầu vào phòng với hai hoặc ba cô gái trở lên. Sau khi thực hiện hành vi đen tối với nạn nhân, Nayat sẽ duy trì quyền kiểm soát họ bằng việc đe dọa sẽ gây bất lợi cho công việc của họ. Ferraglio đã ghi lại nhiều cuộc gặp giữa Nayat và những nạn nhân. Anh nói, họ có mặt khi Nayat cần tình dục. Họ sẽ đi cùng Nayat đến bữa tối, diễu hành trong các cuộc họp. Nayat sẽ gọi họ là bạn gái. Theo đơn khiếu nại, các nạn nhân cuối cùng từng bị ép quan hệ với Nayat cho biết họ đã bị ép bằng cách đánh thuốc mê vào đồ uống hoặc sử dụng vũ lực nếu chống cự. Ngoài ra, đơn khiếu nại còn cáo buộc các nhân viên của Nayat đã duy trì một cơ sở dữ liệu với hơn 7.500 cô gái và phụ nữ chưa đủ tuổi vị thành niên kể từ năm 1987, cùng với các bức ảnh, xếp hạng và thông tin khác. Một số tiền mặt lớn được cất giữ tại nhà riêng của ông Trùm để bịt miệng các nạn nhân. Tuy nhiên, tội ác của Nayat suốt hàng thập kỷ qua đã luôn được che đậy. Mặc cho tin đồn về hành vi bại hoại của Nayat trong nhiều năm bị rò rỉ, nhưng nhìn chung, danh tiếng của ông ta vẫn không bị ảnh hưởng. Cũng giống như Epstein, danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Nayat đã giúp ông ta tránh bị truy tố trong nhiều thập kỷ tại quê hương Bahamas của ông ta. Nayat còn có mối quan hệ mật thiết với các chính trị gia cấp cao như Perry Christie, người đã trở thành thủ tướng của Bahamas năm 2020. Christie sau đó cũng tái đắc cử vào năm 2012. Những người phụ nữ từng bị Nayat tấn công đã nói với đài CBC rằng Nayat tạo cho họ cảm giác dường như mọi sự chống cự đều vô nghĩa. Lisa Haba, một trong hai luật sư Hoa Kỳ đang kiện Nayat, thay mặt cho những người bị hại đã nói rằng chính phủ Bahamas đã cho anh ta một nơi trú ẩn để điều hành một đường dây buôn bán tình dục tội phạm. Anh ấy sử dụng quyền lực, tầm ảnh hưởng thương hiệu của mình để cho thế giới thấy rằng tôi là Peter Nayat và tôi kiểm soát mọi thứ tôi chạm vào. Bản cáo trạng của Hoa Kỳ còn cáo buộc Nayat có một hệ thống phức tạp và rộng khắp để chiêu mộ phụ nữ và trẻ em làm nạn nhân. Trong một lần, Ferraglio quay phim Nayat đi tham dự Thế vận hội mùa hè ở London vào năm 2012. Trong video, có thể thấy Nayat và một trong những phụ nữ đi cùng ông ta đang tiếp cận một nữ vận động viên 16 tuổi. Nayat đã nói gì đó với cô gái tuổi teen, sau đó nói với người phụ nữ đi cùng ông ta rằng lấy số của cô ấy, tôi không muốn cuộc mất cô ấy khi tôi đã tìm thấy cô ấy. Tuy nhiên, khát vọng của ông ta chưa dừng lại ở đó, mà mục đích thực sự của Nayat chính là trở nên bất tử. Khát vọng bất tử. Nhà báo điều tra Melissa Cronin, đồng tác giả của quyển sách Epstein, Dead Men Tell No Tales, tạm dịch Epstein, Người chết không bịa chuyện, đã hợp tác với cựu trợ lý luật sư Hoa Kỳ tại New York Dan Dolsky và cựu đặc vụ FBI Mike Camby, người cho ra mắt cuốn sách về Peter Nayat với tựa đề
Predator King, Peter Nygaard, Dark Life of Raff, Rocks and Blackmail. Tạm dịch: Vua săn mồi, mặt tối của ông trùm Peter Nygaard, cưỡng hiếp, ma túy và tống tiền. Trong quyển sách này, Cronin khẳng định ông Nygaard có một nỗi ám ảnh về sự trẻ trung. Cronin cáo buộc ông ta đã sử dụng chính bào thai bị phá từ những người bạn gái của ông ta nhằm cung cấp cho ông ta tế bào gốc phôi. Julian Medeiros, một người bạn gái cũ của Nygaard, đã viết trong cuốn hồi ký năm 2014 về chuyến đi của cô cùng Nygaard tới Ukraine, nơi ông ta đang thực hiện nghiên cứu tế bào gốc rằng: Anh ấy hỏi, Julian, em có biết tế bào gốc tốt nhất là gì không? Và cô ấy đã trả lời là phôi thai. Nygaard trả lời, chính xác, nếu em có thai và phá thai, chúng ta có thể sử dụng những tế bào gốc phôi thai đó và có nguồn cung cấp sự sống cho tất cả chúng ta. Em, mẹ em và tôi, rất nhiều người đang làm việc đó. Theo đoạn trích của cuốn sách được đăng trên tờ New York Post, Shulin nói rằng cô đã quá choáng váng. Đây là điều bệnh hoạn nhất mà tôi từng nghe Peter nói. Chris Hansen, cựu phóng viên đài NBC, đồng thời là MC của các chương trình truyền hình, từng có một cuộc trò chuyện trên kênh YouTube Vlad TV rằng Nygaard thực sự có một nỗi ám ảnh về sự bất tử. Ông ta tiếp cận với những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên, khiến họ mang thai và ép buộc họ phải phá thai, sau đó thu hoạch tế bào gốc của bào thai để tiêm vào cơ thể. Ông ta tin rằng tế bào gốc lấy từ chính đứa con của ông ta sẽ tốt hơn lấy từ một nguồn nào khác. Ông ta đã tìm đến nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, để giúp ông ta nghiên cứu về điều đó. Điều này không khác gì việc ông ta là một con ác quỷ đang ăn thịt chính những đứa con của mình để kéo dài tuổi thọ. He was obsessed, Peter Nygaard was, with stem cell research and anything that he could get his hands on to preserve his health and youth and to create longevity. And according to many people involved in the investigation, he actually would impregnate underage girls, have them get abortions, and then harvest the stem cells of the fetuses to inject in himself under the belief that it would be more beneficial than random stem cells from another source. Nygaard từng xuất hiện trong một video trên YouTube khẳng định công nghệ tế bào gốc đang được phát triển ở Bahamas và khiến ông ta trông trẻ hơn. Có một nguồn tin cho biết ông đã tiêm tế bào gốc 4 lần một năm. Ông từng tuyên bố, hãy nhìn những bức ảnh trước và sau của tôi đang lão hóa ngược. Nygaard cũng vận động chính quyền địa phương ban hành luật để tiếp tục nghiên cứu của mình. Sau đó, Nygaard được cho là đã thành lập một công ty nghiên cứu tế bào gốc của mình ở Bahamas và thuê 4 nhà khoa học nghiên cứu về công nghệ tế bào gốc. Nygaard cho biết, ông muốn biến Bahamas thành một trung tâm nghiên cứu tế bào gốc trên toàn thế giới và tuyên bố trong video rằng ông sẽ giúp soạn thảo luật của đất nước để hợp pháp hóa phương pháp chuyển nhân tế bào soma trong liệu pháp tế bào gốc, một tuyên bố mà chính phủ phủ nhận. Theo nghiên cứu, chuyển nhân tế bào soma hay SCNT có thể không yêu cầu mang thai để thu hoạch tế bào, nhưng phương pháp này đang gây nhiều tranh cãi và bất hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới vì nó được coi là một hình thức nhân bản. Theo Nygaard, các bác sĩ của ông đã tạo ra một bước đột phá về mặt khoa học và biến tế bào da của ông thành tế bào gốc phôi. Trong video, Nygaard từng tuyên bố, từ trứng của người phụ nữ đó, chúng tôi lấy DNA của cô ấy ra, đặt DNA cũ 70 tuổi của tôi vào vị trí của nó và nuôi cấy nó trong ống nghiệm. Tôi có thể là người duy nhất trên thế giới có tế bào gốc phôi của riêng mình phát triển trong đĩa Petri. Sau đó, Nygaard đưa ra tuyên bố táo bạo nhất của mình. Điều này có thể loại bỏ tất cả bệnh tật, đây có lẽ là sự bất tử. Nhưng Arthur Schaffer, nhà đạo đức học người Canada, chuyên về đạo đức sinh học, triết học luật pháp, triết học xã hội và triết học chính trị, lại có những nghi ngờ.
ông đã theo đuổi nghiên cứu tế bào gốc kể từ khi các nhà khoa học lần đầu tiên nhân bản vô tính một con cừu vào cuối năm 1990. Ông nói, không có loại tế bào gốc thần kỳ nào mà bạn có thể uống hoặc tiêm vào cánh tay mà có thể khiến bạn trông trẻ hơn, khỏe mạnh hơn hoặc giúp bạn sống lâu hơn. Schaeffer cho biết, cũng có một cuộc tranh luận về mặt đạo đức xung quanh việc sử dụng tế bào gốc. Ông lo ngại một ngày nào đó, khoa học tế bào gốc sẽ trở thành lĩnh vực duy nhất của những người giàu có nhằm nâng cao khả năng thể chất và tinh thần của họ. Vậy tế bào gốc là gì? Và tại sao điều này lại bị cho là đang vi phạm đến đạo đức và thậm chí là tôn giáo? Nhân bản người đã có từ lâu. Như đã đề cập, con người từng nhân bản vô tính một con cừu vào năm 1996. Dolly chính là con cừu nhân bản được tạo từ gen của một con cừu cái 6 tuổi. Tuy nhiên, thí nghiệm này sau đó được cho là đã chấm dứt vì làm dấy lên lo ngại về việc nhân bản vô tính người. Đây cũng là một đề tài gây tranh cãi về mặt đạo đức của ngành khoa học này. Nếu bạn đã từng xem qua bộ phim The Island được ra mắt vào năm 2005 của đạo diễn Michael Bay, bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính là Lincoln Six Echo và Jordan Two Delta. Bối cảnh phim diễn ra vào năm 2019, khi đó hầu hết môi trường sống của trái đất bị ô nhiễm nặng nề. Để không phải sống trong bầu không khí độc hại, một cộng đồng người được lập ra biệt lập với thế giới bên ngoài. Ở đây, họ phải tuân theo các quy định chặt chẽ trong sinh hoạt, từ việc ăn mặc, giải trí cho đến công việc, do một người đứng đằng sau là tiến sĩ Merrick đặt ra. Hàng tháng, tất cả mọi người trong cộng đồng sẽ tham gia một sự kiện đặc biệt, quay xổ số. Phần thưởng cho người thắng cuộc duy nhất trong mỗi lần quay là được quyền chuyển tới sống ở đảo Thiên Đường, khu vực duy nhất chưa bị ô nhiễm trên trái đất. Người ta chỉ biết đến nơi đó với cái tên The Island. Tuy nhiên, nam chính Lincoln dường như cảm nhận được những bất ổn về nơi này. Cuối cùng, anh đã phát hiện ra những gì mà tiến sĩ Merrick nói đều là dối trá. Họ thực chất không sống trong một thế giới hậu tận thế, mà đang bị giam giữ trong một trạm thí nghiệm. Nhiệm vụ của trạm thí nghiệm này là dùng phương pháp sinh sản vô tính để tạo ra những con người theo đơn đặt hàng của khách hàng, tạm gọi là người bảo trợ. Điều đó có nghĩa là tất cả thành viên trong cộng đồng biệt lập thực ra chỉ là bản sao của những người bảo trợ ở thế giới bên ngoài. Đồng thời, họ cũng là ngân hàng cung cấp nội tạng cho người bảo trợ. Cụ thể, khi một người bảo trợ cần được thay thế bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, thì người của Merrick sẽ giết bản sao của họ để lấy đi bộ phận đó. Lincoln đã cùng với Jordan Two Delta, cũng là một bản sao giống anh, đã phải chiến đấu để trốn thoát khỏi sự truy sát của những tay sát thủ chuyên nghiệp có sự tiếp tay của cảnh sát và FBI. Nhưng điều họ muốn làm nhất lúc này chính là việc quay trở lại để tìm hiểu sự thật và cảnh báo cho những cư dân vô tội về âm mưu này. Có một đoạn thoại đáng chú ý trong phim giữa tiến sĩ Merrick và Laurent, anh chàng sát thủ da đen đang truy bắt hai nhân bản Lincoln và Jordan. Khi đứng trước sự chất vấn của Laurent rằng, vậy giết người trở thành kinh doanh của ông từ khi nào? Merrick trả lời, ồ, đó còn hơn thế nữa. Tôi đã khám phá ra chén thánh của khoa học. Tôi bàn phát sự sống, các nhân bản, chúng chỉ là những công cụ, những phụ tùng, chúng đâu có linh hồn. Tiềm năng ở đây là vô tận. Trong 2 năm tiếp theo, tôi sẽ chữa được bệnh bạch cầu cho trẻ em. Bao nhiêu người trên trái đất có thể nói như vậy hả Lauren? Sát thủ đáp lại, tôi đoán chỉ có ông và Chúa. Đó là câu trả lời ông luôn tìm kiếm phải không? Câu trả lời cho thấy Laurent đã nhìn ra giả tâm của Merrick. Ông ta căn bản không hề vì sự sống của nhân loại, mà là đang mang một tham vọng to lớn. Merrick mang tư tưởng của quỷ Satan. Ông ta muốn bản thân sánh ngang với Chúa,
là người có thể ban phát sự sống cho nhân loại. Merrick đã dùng lời dối trá của mình để che đậy sự thật kinh khủng bên trong thế giới ngầm, nơi mà những nhân bản đối với ông ta chỉ là những món hàng không có sự sống. Ông đã nói dối với những người bảo trợ rằng những người nhân bản ở đây không có sự sống, họ chỉ như thực vật, không có sự đau đớn, không có suy nghĩ. Một mặt, bộ phim cũng cho thấy sự đen tối trong tư tưởng con người khi đứng trước sự sống và cái chết. Lời đề nghị của Merrick về việc con người sẽ không bao giờ lo sợ mắc bệnh, bất kể bạn làm gì với cơ thể, chỉ cần bộ phận nào đó trong cơ thể hư hỏng thì sẽ có ngay một bộ phận khác thay thế mà không cần đợi người hiến tạng hay phải chờ một nội tạng phù hợp. Bạn có thể sống và ăn uống bất cứ thứ gì bạn muốn, miễn là bạn thích, thậm chí là sử dụng chất cấm. Bạn có thể thỏa mãn một lối sống kém lành mạnh mà không lo sợ sẽ mắc bệnh. Đây hoàn toàn là lời mời chào cực kỳ hấp dẫn. Chi tiết, Lincoln nhân bản sau khi trốn thoát, anh ta muốn tìm đến người bảo trợ của mình để nhờ sự giúp đỡ và trần âm mưu xấu xa của trung tâm The Island. Thế nhưng, trước sự sống, người bảo trợ của anh ta dù biết sự thật vẫn chọn sự sống của mình, đưa Lincoln quay trở lại trạm thí nghiệm. Có một tình tiết về người bảo trợ của Lincoln. Anh ta thú nhận căn bệnh của mình đến từ tình dục vô độ. Nhưng điều đó không thành vấn đề vì anh ta sẽ nhận được nội tạng của Lincoln bản sao để thay thế. Điều này nói lên điều gì? Bất kể ai, chỉ cần có tiền, họ sẽ không lo sợ phải chết. Trong tôn giáo, đều có nhắc đến nhân quả báo ứng. Con người làm việc sai trái thì ắt phải chịu quả báo. Bệnh tật chính là cách con người tiêu trừ đi nghiệp lực của mình. Trong quá trình đó, nếu chúng ta sửa chữa lại sai lầm, thì sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nên, nếu chỉ cần ghép tạng là có thể nhanh chóng phục hồi, vậy thì con người cũng không cần kiêng dè mà làm điều xấu. Như người bảo trợ của Lincoln khi nói về căn bệnh của mình, anh ta không hề lo lắng mà rất thoải mái, vì anh ta biết rằng mình sẽ không phải chết. Trong bản chất của mỗi con người đều tồn tại hai mặt thiện tính và ác tính. Mặt thiện giúp chúng ta phân biệt được thật giả, đúng sai, hay xuất lòng trắc ẩn với sinh linh. Nhưng khi con người bị dẫn dụ mê hoặc bởi những dục vọng, họ cảm thấy dẫu có làm việc xấu cũng không ảnh hưởng gì, thì phía ác tính sẽ dần trỗi dậy và bành trướng lên, còn phần thiện tính sẽ bị che mờ và biến mất. Những người bảo trợ có thể ban đầu vì lời dối trá của tiến sĩ Merrick dẫn dụ mà đến. Tuy nhiên, không ai dám chắc chắn trong tương lai. Dù biết sự thật, nhưng đối diện trước cái chết và lợi ích, liệu họ có đủ dũng cảm để không tiếp tay cho cái ác hay không? Tới đây, hẳn chúng ta đã trả lời được một phần nào cho câu hỏi vì sao việc nhân bản vô tính lại là một tội ác. Có một sự thật có thể sẽ khiến chúng ta chấn động, đó là đảo vô hình thực tế có tồn tại. Nhân bản vô tính con người thực sự đã được thực hiện từ lâu. Thanh âm chết chóc. Từng có một sự việc được viết trên tờ Stimit về một người đàn ông tên Donald Marshall. Marshall cho biết mình đã từng bị nhân bản. Anh cũng tiết lộ rất nhiều sự thật kinh hoàng về công nghệ nhân bản người có liên quan đến chính phủ ngầm. Đây là một đề tài khá bí ẩn và nhạy cảm. Có thể bạn chưa bao giờ nghe về Donald Marshall, và nếu những gì anh kể là thật, thì có thể nó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về âm nhạc ngày nay. Sau khi kiểm tra tính chân thật của sự việc, tác giả bài viết trên tờ Stimit đã kết luận Marshall dường như đang kể sự thật. Nó liên quan rất nhiều đến các căn cứ sâu bên dưới lòng đất của chính phủ ngầm. Marshall chia sẻ,
anh đã bị cha mẹ bán cho Illuminati từ lúc còn rất bé. Nó được xem như điều kiện để họ trở thành thành viên của Illuminati. Cuối năm 2011, Marshall đã công bố các bài viết vạch trần những tội ác mà chính anh đã chứng kiến và từng trải. Họ là tổ chức chống lại loài người với những hoạt động diễn ra về đêm ở các căn cứ quân sự ngầm bên dưới lòng đất có mặt ở khắp thế giới. Anh cũng cho biết, từ những năm 1940, kỹ thuật nhân bản người đã được sử dụng như một phương pháp hội họp bí mật của các thành viên Illuminati, bao gồm những người thuộc dòng dõi hoàng gia, các gia tộc giàu có, thành viên các tổ chức có ảnh hưởng tài chính, ngân hàng, truyền thông, giải trí, cũng như những nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị nhằm lên kế hoạch cho những sự kiện tương lai. Tuy nhiên, theo thời gian, họ cảm thấy nhàm chán. Họ bắt đầu nhân bản người khác và mang phiên bản đến trung tâm nhân bản. Những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, nghệ sĩ, nhạc sĩ và những nhân vật thể thao nổi tiếng, thậm chí cả trẻ em, tất cả đều được nhân bản và giao nộp riêng cho Illuminati để thỏa mãn khoái lạc biến dị như tra tấn, giết chóc và những hành động kinh tởm khác. Marshall tuyên bố, anh đã tận mắt chứng kiến vô số tội ác của những thành viên Illuminati từ lúc anh chỉ mới 5 tuổi. Anh đã bị ép buộc tham gia nhiều dự án bí mật của chính phủ. Nhờ khả năng sáng tác và ca hát thiên tài, nên Marshall đã được giữ lại để kiếm tiền cho tổ chức. Có rất nhiều bài hát nổi tiếng trên thế giới là do chính tay anh đứng sau sáng tác. Có thể bạn chưa biết, Michael Jackson rất cuồng nhân bản vô tính. Ông ta đã chuẩn bị sẵn những mẫu DNA để nhân bản. Theo một tờ báo trên Telegraph, ông thậm chí còn đến tham dự buổi họp báo về nhân bản của phong trào tôn giáo Islam, tỏ ra rất thích thú với viễn cảnh con người được nhân bản. Ông tuyên bố với người bạn thân Yuri Geller rằng: "Tôi thật sự muốn nó lắm Yuri ạ, tôi không quan tâm là phải tốn bao nhiêu tiền." Một nhân vật khác là công chúa nhạc pop Britney Spears. Marshall nói rằng Britney Spears tự nguyện gia nhập Illuminati để được nổi tiếng. Nhưng sau đó, cô muốn thoát ra vì đã quá mệt mỏi với những hành vi đồi bại của họ. Britney quyết định làm một video để vạch trần điều đó trong bài hát Break the Ice, một video phiên bản hoạt hình. Trong đó mô tả cô bước vào một trung tâm nhân bản và phá tan tất cả phiên bản của cô. Marshall khẳng định, trung tâm nhân bản trong video giống hệt như những trung tâm ngoài đời. Họ chỉ cần 5 tháng để tạo ra một người nhân bản hoàn toàn trưởng thành. Marshall tiết lộ, chính anh đã sáng tác bài Break the Ice và hầu hết các bài hát khác của Britney Spears. Bài hát Hit Me Baby One More Time là nói về việc chính anh bị đánh vì đã không sáng tác các bài hát mới. Không chỉ Britney hay Michael, mà còn có rất nhiều những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong Hollywood tham gia vào Illuminati. Còn có một tiết lộ đáng sợ hơn, Marshall đã kể về cách thức để anh tạo ra một bài hát đến từ việc anh bị tra tấn như thế nào. Anh cho biết, trong bài hát Drain You của ban nhạc Nirvana, tiếng thét ngay đoạn 1 phút 46 giây không phải của những con vịt cao su, mà là tiếng kêu của những con bò sát có tên là Viru mới nở. Và tiếng thét thất thanh khắp nơi ở đoạn 2 phút 30 giây là tiếng hét của nạn nhân đang bị Viru giết. Marshall cũng nói rất nhiều chi tiết về loài sinh vật kinh tởm này. Đó là có một loài bò sát đang âm thầm thống trị con người. Anh nói rằng chúng đã ở đây từ hàng triệu năm dưới lòng đất sâu và chúng thực sự là người kiểm soát Illuminati. Nhưng cụ thể thì Viril là sinh vật như thế nào? Nếu các bạn cảm thấy hứng thú, hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng tôi ra phần tiếp theo.